Hello, chào anh khách nha. Đây là bộ của anh. Đây là bộ của anh khách các bạn. Bộ này thì thật ra cái motor này mình ghép chung nha. Còn cái bộ combo này anh khách sẽ đấu vô cái giảm tốc, mà cũng là giảm tốc của một cái motor này, nhưng mà nó có hộp số nữa nha. Còn này thì mình đã tháo hộp số rồi. Ok, đây thì đấu cái tay ga tiến lùi. Ở đây test cho anh nha. Thì cũng giống như cái hồi nãy á, này ở đây mình làm cái chức năng này chính là chức năng khóa nè. Anh bật qua đây nha. Nè. Bật qua đây nó mới chạy nha. À, đầu tiên về sẽ cấp nguồn. Đỏ là dương, đen là âm, 24V hai bình nha. Bữa cũng có nói anh rồi. Hai bình ắc quy. Ở đây có chống ngược cực cho nên anh không có lo, 10A là đủ xài. Con này có 9.6A à, cho nên là đủ xài nha. Thứ nhất làm điều này xong, thứ hai là anh chú ý cái cần tiến lùi. Nếu mà cái cần anh để giữa nó không chạy nha, nó có ba nấc nè, nó cái giữa là không có chạy, cho nên anh phải gạt qua một bên đây hay là qua bên đây. Thì khi đó cái bước thứ ba là tiếp theo là ở cái cần gạt này, anh bấm vào đây một cái nha. Thì khi đó đó là cái này nó mới có tác, mới tác dụng nha. Còn giờ bật trả về không tác dụng nha, tại vì đây là mình đã đấu cái công tắc khóa các bạn. Mình đấu với công tắc khóa nha. Đó. Cho nên là tiện anh xài luôn, khỏi xài khóa nha. Đó. Khi mà xe anh dừng á, dừng qua đêm á là không có xài thì anh bật qua bên đây dùm. Ha. Còn để bên đây thì nó luôn có điện thì là không có được. Khi nào chạy thôi. Ok. Nè, chạy chiều này nha. Gạt, tiến lùi. Gạt ngược lại. À, anh có chạy ngược lại ha. Ha. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha. 3 giờ mấy rồi, giờ phải đi gói hàng gấp. Đây là video test nha, gửi cho anh coi. Thì sẽ dán giấy nha, nhưng mà cơ bản thì thôi, chắc gấp quá gửi cho anh cái video anh coi trước. Đơn giản là cấp nguồn đỏ dương đen âm. Đỏ dương đen âm, cấp ngược chiều cũng không sao. Đó, thứ hai là cái cần này nè. Anh cứ gạt bên trái hoặc bên phải nha. Tại vì anh để giữa đó là nó không có tác dụng, nó không chạy nha. Ở giữa là dừng nha, số mo đó. Thứ ba là ở đây nè, anh gạt qua bên trái hết là mở khóa nha. Thay vì mình xài cái chìa khóa đó, thì bây giờ đấu qua đây luôn cho anh nha. Bật qua đây là ấy, xong rồi thì kéo ga lên chạy thôi nha. Clip này sẽ gửi cho con anh à, rồi chắc bạn nó sẽ đưa cho anh coi nha. Cảm ơn anh ủng hộ đó. Tại vì cái này nè, đặt nó mới về sáng này luôn á. Dạo này mình bị hụt hàng các bạn nha, sắp tới rút kinh nghiệm nha, chứ lâu khách mới ủng hộ mà làm kiểu này chết rồi à, khách chạy hết. Đây là một bộ mà gửi cho anh nè, còn một bộ này gửi cho các anh khách ở Tiền Giang nè, giống như vậy, y chang, không khác gì hết á. Đó, hồi sáng này về ba cái các bạn, là đi hai cái nha, còn cái trong kia, mà cái trong kia chính là cái đơn của cái anh bạn anh này, cho nên là mình chắc chưa làm kịp á. Giờ 3 giờ mấy rồi. Đó. Ok, cảm ơn anh ủng hộ nha.